chào mừng các bạn quay trở lại với Khoa học và Khám phá. Từ lâu, các nhà khoa học cho rằng vật chất được phân bố trải đều khắp vũ trụ quan sát được. Đây là kiến thức đóng vai trò nền tảng của vũ trụ học, hay là chúng ta luôn nghĩ như thế? Tuy nhiên, một trong những cột trụ của lĩnh vực nghiên cứu vũ trụ vừa bị phủ định trong cuộc họp báo trực tuyến của Hiệp hội Thiên văn Mỹ vừa qua. Phát hiện chấn động. Nghiên cứu sinh Alexia Lopez của Đại học Trung tâm Auckland Anh và đồng sự đã trình bày phát hiện mà theo họ là tình cờ về một chuỗi khổng lồ của các thiên hà nằm ở góc xa xôi của vũ trụ, được gọi là vòng cung vĩ đại, cấu trúc được tập hợp từ các thiên hà, cụm thiên hà và khối lượng khí, bụi chưa thể đo đếm. Nó nằm cách trái đất 9,2 tỷ năm ánh sáng và chiếm cứ 1/15 diện tích vũ trụ quan sát được. Vào thời điểm phát hiện, cô Lopez đang tập hợp các bản đồ trên bầu trời đêm dựa vào ánh sáng của khoảng 120.000 chuẩn tinh. Phương pháp này đã làm nổi bật một cấu trúc bí ẩn với kích thước khổng lồ chưa từng được quan sát trước đó. Sau khi thực hiện các cuộc kiểm tra khác, nhóm chuyên gia xác định sự tồn tại của vòng cung vĩ đại hoàn toàn đi ngược lại hiểu biết lâu nay về vũ trụ. Về mặt kích thước, vòng cung vĩ đại lớn hơn bất kỳ các tập hợp khác của thiên hà được phát hiện trước đây, bao gồm bức tường Sloan vĩ đại và bức tường Nam Cực. Trong đó, cả hai bức tường thiên hà đều trải dài khoảng 1,37 tỷ năm ánh sáng. Trong thời gian gần đây, giới thiên văn lần lượt tìm thấy những cấu trúc vật chất khổng lồ thường chen chúc trong một không gian nhất định. Điều này cho thấy, có lẽ vật chất không phân bố đồng đều khắp vũ trụ như chúng ta vẫn tưởng. Tuy nhiên, mô hình tiêu chuẩn hiện nay của vũ trụ lại được xây dựng dựa trên các cơ sở đó. Chuyên gia Lopez cho biết, nếu hệ thống nền tảng hiện tại không đúng, có lẽ chúng ta cần phải bắt tay xây dựng những giả thuyết hoặc luật lệ mới để giải thích vũ trụ một cách chính xác hơn. Khoảnh khắc kinh hoàng, ba thiên hà nuốt nhau, tạo siêu quái vật. NASA vừa công bố hình ảnh ngoạn mục từ kính viễn vọng không gian Hubble, trong đó chụp cận cảnh thiên hà AP195 và cho thấy nó có tới 3 trái tim. Nói đúng hơn, thiên hà AP195 là 3 thiên hà lớn đang trong quá trình hợp nhất, theo NASA. AP195 là một thiên hà cách xa chúng ta khoảng 763 triệu năm ánh sáng, thuộc chòm sao Lynx, còn được gọi là UGC-02653, LEDA-24981, v.v. Hình ảnh mới cho thấy, nó không phải một thiên hà bình thường mà là một cơ thể đang tái hợp dở dang và còn khá rõ ba lỗ đen trung tâm, là trái tim của ba thiên hà cũ. Theo nhóm điều hành Hubble từ NASA và cơ quan vũ trụ châu Âu, ESA, hệ thống này sẽ được đưa vào Atlas of Peculiar Galaxy, một danh sách tập hợp những thiên hà kỳ lạ nhất vũ trụ. Trước đây, họ từng chụp được khá nhiều thiên hà đôi, là hai thiên hà đang hợp nhất, nhưng một quái vật đang dần thành hình từ ba thiên hà hợp nhất cùng lúc như thế này thì là khoảnh khắc vô cùng đáng giá. Cuộc hợp nhất này có thể là ngày tận thế với một số hành tinh có sự sống trong ba thiên hà ban đầu, tuy nhiên cũng góp phần tạo nên một thiên hà to lớn hơn, mạnh mẽ hơn, kích thích quá trình hình thành sao trong thiên hà mới, từ đó sinh ra nhiều thế giới mới. Sự hợp nhất thiên hà vốn khá phổ biến trong vũ trụ, bản thân thiên hà chứa trái đất Milky Way cũng được dự đoán sẽ có cuộc va chạm và hợp nhất với thiên hà Andromeda trong khoảng 2 tỷ năm nữa, một sự kiện có thể hất văng hành tinh bé nhỏ của chúng ta ra khỏi vùng sự sống. Trước đó, bản thân Milky Way cũng đã đạt đến kích cỡ khổng lồ như hiện nay nhờ hàng loạt cú va chạm và hợp nhất tương tự. Vốn được sinh ra như một thiên hà cỡ lớn của vũ trụ và ngày càng lớn hơn sau các cuộc hợp nhất, nên quái vật chứa trái đất đã luôn giành phần thắng trong suốt hơn 12 tỷ năm tuổi đời. Một nghiên cứu đã thống kê được rằng có tới 16 thiên hà khác là nạn nhân của Milky Way. Tiểu hành tinh đỏ mang vật liệu sinh học xâm nhập từ ngoài hệ mặt trời. Các nhà vũ trụ học Nhật Bản và Mỹ đã phát hiện ra hai vật thể kỳ lạ khổng lồ và có màu đỏ nổi bật giữa không gian xám xịt của vành đai tiểu hành tinh mang theo vật liệu sinh học. Theo cơ quan vũ trụ Nhật Bản, JAXA, các tiểu hành tinh mới này được gọi là 203 Pompeia và 269 Justicia, giống với các vật thể xuyên sao Hải Vương được tìm thấy bên ngoài hành tinh thứ 8 của hệ mặt trời, nhưng đỏ hơn bất cứ thứ gì họ từng quan sát trước đó. Chính màu đỏ đặc biệt này tiết lộ rằng chúng rất có thể có nguồn gốc từ bên ngoài hệ mặt trời, đã bắt đầu xâm nhập vào thế giới của chúng ta từ những ngày sơ khai, để rồi di chuyển dần đến vị trí ngày nay. Theo Daily Mail, dữ liệu thu thập được từ những tảng đá không gian khổng lồ này còn cho thấy, bề mặt của chúng chứa chất hữu cơ phức tạp.
tiến sĩ Michael Masser từ Viện Công nghệ Massachusetts, Mỹ, thành viên nhóm nghiên cứu cho biết, để có những chất hữu cơ này, ban đầu bạn cần phải có nhiều băng trên bề mặt. Chúng phải được hình thành trong môi trường rất lạnh, sau đó được chiếu xạ khi tiến gần mặt trời, từ đó phản ứng hóa học và tạo nên chất hữu cơ. NASA giải thích thêm rằng, trong thời kỳ đầu của hệ mặt trời, các hành tinh không nằm ở vị trí hiện tại. Sao Hải Vương, sao Thiên Vương và sao Thổ đã di chuyển dần ra phía ngoài, trong khi sao Mộc hình thành ở nơi rất xa thì lại chạy ngược vào trong, và trở thành hành tinh thứ tư, kéo theo việc nhiều vật thể nhỏ bị kéo từ ngoài rìa hệ mặt trời vào vành đai tiểu hành tinh. Lý thuyết này gọi là mô hình Nice. Mô hình Nice cũng đưa ra giả thuyết về hành tinh thứ 9 của hệ mặt trời, cũng theo cuộc di cư này di chuyển ra rất xa, và có thể đã bị văng khỏi hệ mặt trời, hoặc ẩn nấp đâu đó trong vùng tối bên ngoài sao Hải Vương. NASA cho rằng, khám phá này đã cung cấp bằng chứng mới cho thấy, các vật thể hình thành ở rìa ngoài của hệ mặt trời đã du hành đến vành đai tiểu hành tinh nằm giữa sao Mộc và sao Hỏa, và cũng là điều củng cố thêm cho mô hình Nice nổi tiếng. Phát hiện một mặt trăng hoàn toàn mới của sao Mộc. Mới đây, một nữ sinh viên đã phát hiện một mặt trăng hoàn toàn mới và 23 mặt trăng thất lạc của sao Mộc. Mặt trăng bé nhỏ mang tên tạm thời là Eris-C0061 sẽ nâng tổng số mặt trăng đã được xác định của sao Mộc lên 80. NASA đã chính thức xác nhận mặt trăng mà nữ sinh viên tìm thấy, đồng thời nói thêm cô còn giúp tìm lại 4 bằng chứng về nhóm mặt trăng thất lạc của hành tinh khổng lồ này, tức những cái từng được quan sát, sau đó lại biến mất hoàn toàn trước mọi ống kính thiên văn. Đây là lần đầu tiên một nhà thiên văn nghiệp dư có được phát hiện quan trọng đến thế, theo NASA. Theo tờ Daily Mail, nữ sinh viên tên Kylie đã dành kỳ nghỉ hè để sục sạo bộ dữ liệu đồ sộ, được các nhà nghiên cứu của Đại học Hawaii, Mỹ thu thập từ một công trình năm 2003 và phát hiện ra những điều mà họ đã bỏ sót. Trước đó, vào năm 2020, cô cũng đã tìm ra 4 bằng chứng về sự hiện diện của nhóm mặt trăng dầu Vion đã mất của hành tinh này, gồm 23 mặt trăng nhỏ. Mặt trăng mới Eris-C0061 thuộc nhóm Kame, một tập hợp gồm 22 mặt trăng khác của sao Mộc. Theo Space, dữ liệu mà cô đã sử dụng là những hình ảnh chất lượng cao được chụp bởi kính viễn vọng Canada, Pháp, Hawaii vào tháng 2 năm 2003 vào khoảnh khắc mặt trời và sao Mộc ở hai bên đối nghịch nhau trên bầu trời trái đất, giúp làm nổi bật độ sáng của các mặt trăng. 80 mặt trăng đã xác định của gã khổng lồ khí được chia thành nhiều nhóm, như nhóm mặt trăng Galilean, được phát hiện bởi Galileo Galilei vào thế kỷ 17, nhóm Progress, nhóm Valetudo, nhóm Retrograde, v.v. Theo ước tính của NASA, sao Mộc thật ra có đến 600 mặt trăng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay, đừng quên like và đăng ký để nhận những video mới nhất từ khoa học và khám phá nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.